màu đen xanh lam. Không được mình chỉ follow, em chưa follow, bấm cho follow giùm em cái. Rồi thấy ba con đầu. Em thấy ba con đầu của chị nè. Rồi ok, bà này bà. Ê chị này chỉ mua hàng nhiều nè. Để em ghi lại. Dạ rồi ok chị có đơn nha chị ơi. Dạ thấy rồi chị ơi, thấy rồi. Chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy cục vàng? Đặng thôi có gì chị chốt nữa em biết tên em kêu em xưng hô với chị. Bộ tím cẩm xây bao nhiêu chị ơi? Tím cẩm xây bao nhiêu chị? Chị Vinh 123. Tím cẩm á chị Vinh 123 mặc xây nhiêu? Cái này em còn cho mình là xây xây 2. Xây 2. Xây 2 và xây 5 nha chị ơi, còn 2 năm thôi. Chị mặc xây bao nhiêu vậy? 58 với xây 3 hết hàng. Em còn tím tím quế thôi. Bộ đó còn tím quế hả chị? Chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký tình yêu ơi? Tình yêu bao nhiêu ký vậy chị? Chị Vinh này bao nhiêu ký chị ơi? Cho em xin cân nặng chiều cao. Chiều cao mình là nhiêu? Dạ 58 ký hả? Em nhớ còn bộ cái gì á. Còn một bộ nè cục vàng ơi. Chị Vinh nói còn một bộ nè chị. Chốt lên số alo giùm em. Em nhớ còn bộ em không em nhớ em sợ thiếu em treo lên nè. Chị Vinh nói còn một bộ nè, chị Vinh chốt lên số alo giùm em. Chị Vinh chốt lên số alo giùm em còn bộ. Dạ còn bộ chị ơi, còn sót bộ nè. Còn màu kia thôi luôn à. Chị Vinh chốt lên số alo giùm em, chốt mình bộ này chị ơi, 58 ký mặc giùm em C3 nha chị. C3 từ 55-60 ký mặc C3 vừa giùm em. Chất liệu vải là thun hàng co giãn giùm em. Chị Vinh chốt mình lên số alo giùm em. Còn có bộ C3 thôi, cộng như còn 2. Còn 2 với 5. Rồi chị nào ưng cái mẫu này em lên lại lần nữa qua cổ vuông nha mấy chị ơi. Màu này em bỏ con không đầu lên 9 con giùm em. Màu này em có cho mình màu đen. Chị nào ưng đen chốt đen giùm em. Ưng đen chốt đen giùm em nha. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình luôn. Rồi đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt. Đỏ ớt, đỏ ớt giùm em nha. Ưng màu nào bình luận màu đó, cộng kèm cái xây đăng mặt giùm cho em luôn. Hoặc là cộng kèm cái số ký của mấy chị giùm em ha. Xanh lá đậm, xanh lá đậm giùm em. Bữa nay em chi ăn cho mình một bộ là 130 cộng phí vận chuyển 20. Còn mình mua hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha. Dạ rồi ok chị Vinh nè. Ok chị Vinh có đơn. Ok chị Vinh có đơn. Cái bộ nào mà nó còn ít á là em treo lên cho nó dễ lấy. Nhiều khi để chung chung vô á cái nó lộn mấy chị không nhớ, cái bị sót đồ. Ok chị Vinh nha. Một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em mấy tình yêu ơi. Em lên lại cái màu lần nữa em qua cổ vuông mấy chị, hỏi cổ vuông nè. Rồi đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô giống như em đang mặc thì bình luận giùm em là con đỏ đô nha. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Màu này em có mình màu xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Hồ Thị Rết đây, bình luận ẩn thôi chị. Bình luận lại giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Tím quế giùm em. Hồng sen, màu hồng tình yêu giùm em luôn. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em. Chị nào ưng cái mẫu nào thì bình luận lại giùm em nha. Màu này em có mình màu hồng dâu, màu ngọt ngào giùm em. Chị nào ưng hồng dâu bình luận hồng dâu giùm em. Dạ hôm nay em bán cho mình một
một bộ là 130, hai bộ là 250 với miễn ship chị góp đây. Một bộ là 130, hai bộ là 250 với miễn ship nha chị. Rồi em qua cổ vuông nha, chị nào ưng cổ tim thì bình luận lại cổ tim nút bọc phải giùm em, đặt em lên cho mình nha mấy chị ơi. Em chào chị. Em chào chị. Em trả lời mình thấy không, bình luận chị bên đây ẩn quá trời vậy. Chị ghét là các tủ bên em hay gì nè. Bộ nào cũng đẹp. Dạ cảm ơn chị nha. Lên phone nó đẹp hả mấy chị? Nhiều khi treo vô cái móc đưa mấy chị coi màu thì cứ lên phone mà nó chuẩn phone mà mấy chị. Em lên cổ vuông nha mấy cục vàng. Bữa nay em có mấy mẫu đẹp đẹp cho mấy chị nè. Em có mấy mẫu này đẹp lắm. Có cái mẫu này nó mới về được mấy màu. Cái mẫu này à, chị Kim Thơ ơi. Có đen chị ơi, có đen. Chị mặc đen xay máy chị ơi. Chị mặc đen xay máy bình luận giùm em đi. Cái mẫu này em có cho mình là 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 nha. Mẫu này có 2, 3, 4, 5, 130 bộ, 2 bộ, 250. Mẫu nó đẹp lắm. Em về được có mấy màu thôi. Về được có mấy bộ hả mấy chị ơi, chứ thấy mấy màu đó, về được có mấy bộ à. Rồi chị đồ ưng bộ này bình luận giùm em là đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Áo là thun lưới, quần là thun hàng, à, hàng giùm em nha. Em nhận xay 2, 3, 4, 5 nha mấy chị. Cái mẫu này đẹp hết nước chấm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Rồi đứng xa xa mấy chị nhìn cái phơm. Em đang mặc xay 2 đó. Chị nào vừa xây 2 chốt giùm em. Xây 2 50-55kg mặc vừa giùm em. Chị nào có bụng tăng size giùm em. Mà này bình luận giùm em là màu đỏ đô. Trời ơi đỏ đô bông giùm em đi. Đỏ đô bông mấy chị ơi. Đỏ đô bông giùm em đi mấy chị ơi. Bông giùm em đi kia bằng bông đi. Để họ nó lộn với cái kia. Rồi chị nào ưng cái màu này bình luận giùm em. Đỏ đô bông giùm em. Đỏ đô bông. Lấy đen 62kg. Lấy đen 62kg là xây 4. Em chốt mình đen này được không? Đen cổ tim em mới thay ra. Chị đang chốt đen này đúng không chị? Chị đang chốt đen này đúng không? Đúng thì ok giùm cho em cái nha chị ơi. Đen này giùm em, đen em mới thay ra luôn á. 62kg mặc xây 4 giùm em. Rồi chị nào ưng con đỏ đô bông bình luận giùm cho em con đỏ đô bông đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị. Có chị nào ưng chốt giùm em cái này về tầm khoảng là 10 bộ thôi. Không có nhiều, cái màu này về chừng tầm khoảng 10 bộ ha. 2, 3, 4, 5 nhận xây 2, 3, 4, 5 luôn. Đen hay còn đen đó. Hoặc là đen này chị. Đen này nè. Đen mẫu này nè. Đen mẫu thêu vậy là được không? Cổ vuông. Cổ vuông chị ơi. Bộ đen thôi. Thiêu là thun hàng. Em còn một bộ duy nhất. Bộ đen. Đây. Có ơn thì chốt lẹ giùm em nha. Không còn hàng nha. Còn mấy bộ màu đen em bán nhanh lắm. Đây đen này được không? Cổ vuông nè chị ơi. Đen thiêu. Có ơn thì ok giùm em cái quần nè. 62kg mặc C4 giùm em. Đây chị. Có chốt thì ok giùm em cái. Chốt cho chị ha. Một bộ là 130 mấy chị mua hai bộ đi 250 mấy chị ơi, mua chi có một bộ. Chị nào mua cái bộ em đang mặc bình luận giùm em nha, về tầm khoảng 10 bộ hả mấy chị. Về tầm khoảng 10 bộ thôi, không có nhiều. Bộ này về trên 10 bộ, 2, 3, 4, 5. Rồi chị nào. Bà ba lẻ bông. Không chị ơi, em không có bán cái đó chị ơi. Không có độ giãn hàng, không có độ giãn, không có bán. Rồi màu này chị nào ưng màu đỏ đô bông, bình luận đỏ đô bông giùm em nha. Đỏ đô bông giùm em.
Chị ưng cái này thì bình luận dùm em nha, rồi em qua mẫu cho mình ha. Mấy chị ưng cái form này thì bình luận dùm em nha. Em có 2, 3, 4, 5. Bộ đen bận, bộ đen bận không. Nó về có một màu duy nhất thôi chị ơi. Nó về có một màu duy nhất thôi chị. Về có một màu duy nhất thôi. Một bộ màu đỏ. Trời ơi cái màu này đẹp lắm chị ơi. Màu này nó hỏng sáng, nó cũng hỏng tối. Màu đỏ đô mà chị. Bộ này chị lấy về mà chị mặc không đẹp. Em không nói xiền chị luôn. Đẹp lắm. Bộ này form đẹp lắm. Em mặc cái form cho mấy chị coi vậy đó. Một bộ là 130 giùm em. Trời ơi cái màu này mấy chị mà chị còn đòi tối gì nữa. Màu này là màu đỏ đô mà. Em lên cho mình mẫu thiêu. Chị nào ưng thiêu bình luận thiêu giùm em. Bộ 130, 2 bộ 250 giùm em. Thiêu giùm em. Đi ngang chấm chấm vô thả tim thả like giùm em cái mấy chị ơi. Chậm chạm tay vào màn hình giùm em cái nha mấy cục vàng. Chậm chạm tay vào màn hình giùm em cái nha. Rồi màu này màu đỏ đô giùm em. Cái này em về tẩm hết 5-6 màu cho mình. Rồi chị nụ ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Hàng giùm em, nhìn giùm em hàng thiêu trực tiếp lên áo giùm em nha. Hàng là hàng thiêu giùm em, chạy đường viền like cho mấy chị luôn. Chạy đường viền tay luôn. Rồi chị nụ ưng bộ này bình luận giùm em đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em. Nhận từ size 2 đến size 5 giùm em luôn. Tím quế giùm em. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Một bộ là 130, 2 bộ làm chi ăn cho mình. Còn có 250 cành miễn ship luôn mấy chị. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Màu này là màu hồng sen. Hồng sen giùm em. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em ha. Hồng sen. Rồi xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng con xanh lá đậm bình luận giùm cho em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Rồi em có cho mấy chị là con xanh coban luôn. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Form giống như em đang lên cho mấy chị. Form giống y chang như em đang lên cho mấy chị nha. Xanh coban. Xanh coban giùm em. Em có cho mình là một bộ xanh cổ dịch cổ tròn nè. Chị nào có ưng em chốt cho. Cổ là cổ tròn hàng thiêu ép đá giùm em. 130 một bộ luôn. Quần giống phơm y chang như em đang lên cho mình luôn. Bộ này size 3. Chị nào dù size 3 chốt giùm em 55-60kg. Xanh cổ vịt giùm em đẹp lắm. Xanh cổ vịt giùm em. Chị nào có chốt thì em hạo vô cho coi. Xanh cổ vịt giùm em. Em còn bộ đen size 2. Đen size 2 giùm em. 4 năm em còn nhiều. 4 năm em còn nhiều mẫu này. 4 năm em còn nhiều nha. Đen. Chị nào ưng đen cổ vuông em còn cho mình. Bộ này size 1. Size 1 chị nào khoảng 51-52kg mặc được bộ này luôn. Đen giùm em. Size 1 nha. Cái này hiện tại là size 1 giùm em. Chị nào ưng đen bình luận đen giùm em. Tay dúng phùng giùm em nè. Tay dúng phùng giùm em nha. Chị nào vừa xem một chốt giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô xem một giùm em. Tai dúng phùng giùm em. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. 130 một bộ, 2 bộ 250. Hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm em. Đỏ đô giùm em. Ưu tiên mấy chị nào mặc xem một nha. Rồi màu này là màu tím quế. Tai cánh sen giùm em xem một luôn. Tím quế tai cánh sen giùm em. Hàng ép nhiệt giùm em. Chị nào ưng tay cánh sen mẫu tím quế bình luận giùm em nha. Xây 1 thôi mấy chị ơi. Từ 40-50kg chị nào 51kg mặc cũng được giùm em nha. Em có cho mình bộ trắng. Bộ trắng xây 5. Chị nào vừa xây 5 chốt giùm em. Trắng xây 5 giùm em. Hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm em. Có xẻ tà cho mấy chị luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán giùm em luôn nha. Trắng giùm em. Trắng. Màu này em có cho mình là màu tím quế. Tím quế bộ này hiện tại size 5. Chị nào vừa size 5 chốt giùm em. Hàng ép nhiệt giùm em. Tay đẹp lắm. Cái tay đẹp dữ lắm chị ơi. Tay dúng giùm em nha. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Tím
quế giùm em. Mẫu này em nhận size 2345. Mẫu này em nhận size 2345, chất liệu vải thun luôn, áo là thun lưới, quần là thun hàng giùm em. 2345 em nhận size mẫu này. 2345 em nhận size mẫu này mấy chị. Rồi ngoài ra em còn có cho mình cái mẫu thiêu ép đá luôn. Chị nào ưng con hàng thiêu ép đá thì bình luận giùm em lên màu cho mình nha. Cộng kèm màu, cộng kèm xây đăng mặt giùm em. Màu là màu tím cẩm. Tím cẩm giùm em ha. Tím cẩm. Tím cẩm giùm em. Xanh bơ giùm em. Chị nào ưng xanh bơ bình luận xanh bơ giùm em màu, cộng kèm xây đăng mặt giùm em. Xanh bơ. Xanh bơ giùm em. Đỏ đô giùm em luôn. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em, cổ là cổ vuông giùm em, đang lên cổ vuông nha mấy chị. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô hàng thiêu ép đá giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Cam sữa luôn. Chị nào ưng cam sữa bình luận cam sữa giùm em. Cam sữa ha. Cam sữa giùm em. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Màu này em có cho mình là màu vàng ngói. Chị nào ưng con vàng ngói bình luận giùm cho em là con vàng ngói bên Mai Nguyễn. Dạ em ruột của con bé chủ shop nè, em không phải chủ shop. Chị ruột của con bé này nè, con bé trên trang á. Vàng ngói giùm em. Vàng ngói. Vàng ngói giùm em. Đưa xanh cô ban coi lại rồi ok. Vàng giùm em. Chị nào ưng vàng chốt giùm em con vàng ha. Vàng giùm em. Hai trang này em lấy chỉ có một xưởng, em chỉ có một xưởng mang thôi. Là lấy chung một là nó một form đồ. Xanh cô ban chị ơi. Xanh cô ban giùm em. Xanh cô ban. Em lên màu xanh cô ban mấy chị coi nha. Em qua màu đỏ đô nha. Để em lên màu xanh cô ban cho 130 bộ, 2 bộ 250 thôi. Chị nào chốt một bộ rồi thì mình chốt thêm một bộ nữa để hỗ trợ mình vận chuyển mấy chị ơi. Để mình mua một bộ phí vận chuyển 20 nó ủng lắm. Phí vận chuyển là do bên tớp tớp người ta lấy chứ bên em có không có lấy của mình nha. Cho nên là mình mua hai bộ đi mấy chị ơi. Xanh cô ba này em nhận size 2345 luôn mấy chị. Bên Mai Nguyễn 90 mấy. Cái gì? Bên Mai Nguyễn 90 mấy ký có dép gì? Mấy mấy ký cái gì vậy chị Nguyên? Em đang mặc số 2, em 53 ký chị ơi. Em mấy chị để ý đi, chị nào mà theo dõi em nhiều rồi là biết cái form em là size 2 à. Thường là em mặc size 2, em 53 ký, em cao 1m6. À mấy áo không có đẹp hả? Đẹp ma cục giang. Phải chưa lên form á chị. Rồi xanh cô ban nè chị. Chị nào ưng xanh cô ban bình luận xanh cô ban giùm em. Xanh cô ban nhận 2, 3, 4, 5 cho mấy chị luôn. Xanh cô ban giùm em màu là mặt lên đẹp lắm. Xanh cô ban giùm em nha. Mai không có giống bên đây nha. Bên Mai Nguyễn 90 là bán áo lẻ chị ơi. Bên Mai Nguyễn 90 là bán áo lẻ, bên em là bán đồ bộ. Lên số alo giùm em chị Thơ ơi. Chị Thơ mặc xay nhiêu cộng kèm xay giùm em luôn. Chị Thơ mặc xay nhiêu vậy? Không biết là cho em xin cân nặng chiều cao đem tư vấn size cho. Rồi màu này màu đỏ đô giùm em. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô giùm em. Đỏ ớt. Chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em. Em chỉ like, em là chỉ like ca sáng thôi, còn ca tối là con bé chủ shop nó like cho mấy chị. Con bé đang trên trang luôn á. Em chỉ like ca sáng thôi. Rồi đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Có vậy hả? Ủa có một chỗ mai mà.
Rồi màu này em có cho mình là màu tím quế. Ưng tím quế, bình luận tím quế giùm em. Lên áo bà ba hôm bữa chị đặt em đó. Em không có lên đầu bà ba nữa, em lên đồ bộ rồi chị ơi. Em không có lên đồ bà ba nữa, bà ba bữa nay em không có lên. Tại vì bà ba để phải chuẩn bị em soạn hàng, còn cái này em chưa có soạn. À size 3 hả chị? Ok chị Thơ. Dạ rồi. Tím à, màu tím quế giùm em, tím quế. Chị này là chị Lê Thị Kim Thơ, chị Kim Thơ. Chị Kim Thơ hồi nãy như có một bộ phải không ta? Chị Thơ hồi nãy có một bộ phải không? Em nhớ rồi, rồi em nhớ rồi. Có số alo này em quen nè. Dạ rồi ok. Nhiều khi em đọc nhiều bình luận quá em quên mấy chị. Ok chị Thơ có hai bộ. Hai bộ là 250 em miễn ship nha chị. Đúng rồi. Chung một chỗ mai luôn. Chung một chỗ mai nhưng mà em đi hai Mai Nguyễn nhà 90 là em đi đơn riêng. Hai trang em like. Ví dụ như chị chốt trang của em thì em chốt là làm đơn của chị, còn chị chốt bên Mai Nguyễn 90 là bên Mai Nguyễn 90 làm đơn cho mình. Ha. Chung. Không có đi chung đơn. Nhiều khi mà chị nào kẹt dữ lắm luôn á là mới gác kiếm đơn dọn cho mấy chị thôi. Còn thường thường là chốt bên đâu là bên đó đi đơn á chị. Tại vì bên em hai trang mà. Em có hai trang. Trang này là trang của em và con bé chủ shop. Còn trang bên kia là của chị bên kia, của chị mà cái trang chủ shop bên kia. Em lên màu lại mẫu này nha. Còn chị nào chốt xanh cô ba này chốt ủng hộ giùm em mấy chị ơi, lên form là bao đẹp. Rồi màu này em có cho mình là màu đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô ha. Đỏ đô giùm em. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em. Cảm ơn mấy chị đã follow em nha mấy chị yêu ơi. Cảm ơn mấy cục vàng nha. Màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Hồng sen. À, của chị. Rồi ok chị. Dạ ok chị ha. Dạ. Hồng sen giùm em, ưng hồng sen bình luận giùm em con hồng sen. Hồng sen giùm em ha, hồng sen. Cần Thơ hả chị? Ở Cần Thơ nghe cái chỗ này lạ quá ta. Tầm Du Hưng Lợi Ninh Kiều thành phố Cần Thơ nghe lạ quá ta. Em ở Vĩnh Long nè. Nghe tên lạ. Chắc tại hồi đó giờ không có đi á. Hồi đó giờ không có đi. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em nha. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250. Cầm bên em sẽ hỗ trợ miền vận chuyển tới nhà cho mình luôn nha mấy chị ơi. Dạ chị nào ưng mẫu này thì bình luận giùm em là màu xanh coban hoặc là cái màu khác giùm em. Em có cho mình 4-5 màu vậy mấy chị ơi. Rồi ngoài ra em còn có cho mình mẫu này luôn. Em còn có cho mấy chị là cái màu hàng thiêu ép đá. Màu này là màu xanh bơ giùm em. Chị nào ưng xanh bơ bình luận xanh bơ giùm em. Xanh bơ ha. Xanh bơ giùm em. Màu này em có cho mình là màu đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Mẫu đó là mẫu thiêu ép đá giùm em. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ miệng vận chuyển tới nhà cho mấy chị luôn. Cái cổ vuông bây giờ nó rất là thịnh mấy chị yêu ơi. Cổ vuông rất là thịnh giùm em. Mấy chị theo dõi trang của em đi. Vài ngày nữa em có về thêm mẫu mới cho mấy chị. Vài ngày nữa là em về thêm mẫu mới cho mình ha. Mẫu đẹp lắm mấy chị ơi. Nói chung là đồ bộ dễ mặc giùm em ha. Rất là dễ mặc luôn.
màu cam sữa giùm em, ưng cam sữa, chốt cam sữa giùm em. Cam sữa giùm em. Vài ngày nữa em về cho mình là lô cái lô bát. Lô bát ha, lô ống bát. Nhưng mà nó em đang đặt mai, em sữa mới em đang mai. Sữa mới em đang mai chưa có ấy, chừng nào mấy chị theo dõi em nha. Theo dõi trang của em nha mấy chị. Rồi màu này em có cho mình là màu vàng ngói. Chị nào ưng vàng ngói, bình luận vàng ngói giùm em. Vàng ngói nha. Vàng ngói giùm em, cái mẫu này là mẫu ống đứng. Còn vài ngày nữa em về cho mình là mẫu ống bát nha chị. Ống bát đẹp lắm, xuất sắc luôn. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt thêu một bên bình luận giùm em. Mẫu này còn 1-2 thôi, mẫu này còn 1-2 thôi mấy chị. Đỏ ớt giùm em. Màu tím nho, chị nào ưng tím nho bình luận tím nho giùm em. Tím nho ha, tím nho giùm em. Bán cho chị một bộ màu xanh em đang mặc nhé. Ai vậy chị Chỉnh Dung ơi, chị mặc size bao nhiêu lên số alo giùm em chị. Chị Chỉnh Dung ơi, chị mặc size bao nhiêu cùng vàng cái này em nhận 2-3-4-5 luôn á chị. Em nhận 2-3-4-5 mẫu này em về đều size luôn chị. Chị mặc size bao nhiêu vậy cùng vàng? Lên số thì bỏ con không đầu nha, đừng bấm con không đầu nha mấy chị ơi, bỏ không đầu lên 9 con đằng sau giùm em. Tại vì số alo này nó cũng có con không á, chứ mình bấm con không mà lọc bình luận. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em, ưng xanh lá đậm, chốt xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Size M là size 2 á. Size M là chị từ 50-55 kg không? Size 2 là mặt bằng em nè. Em đang 53 kg mặc size 2 nè. Đó. Chị bằng em á chị ơi, chị lên số alo giùm em nha. Chỉnh Dung. Thường thường F 50 hả? Dạ, từ 50-55 em màu thường thường F á. F là size 1. Còn em màu là size 2, lên số alo giùm em nha chị Chỉnh Dung. Chị Nhung bỏ con không đầu lên 9 con đằng sau. Bình Minh và Cần Thơ kế bên. À dạ. À được chị ơi, dạ ok được. Dạ được chị, được nha. Rồi em qua cái màu khác cho mấy chị nè. Bỏ con không đầu lên 9 con đằng sau giùm em. Em lên màu xanh lá đậm nè. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. 1m50 tất nhiên là mình tròn người hơn em á. Em 1m6 em dài hơn chị. Em cao hơn chị. Được chị ơi, không sao, được. Eo của em có 70 hà. Eo em có 70 thôi, tại vì người em thấy gọn lắm. Có khi là cái eo của chị nhiều khi to hơn em đó. Được chị ơi, chốt lên số alo giùm em nha. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu xanh lá đậm. Chị lên số alo trực tiếp bên em đi, để em chốt đơn cho mình. Chị chốt bên Dép Lào là bên em chốt hết hàng đó. Tại vì em chốt số alo em mới bấm cái bill ra máy được cho mình đó chị. Bỏ con không đầu lên 9 con giùm em. Còn số Dép Lào là ví dụ như mà khi nào mà mình muốn ha, mua sỉ hay gì á, mình kết bạn Dép Lào, hoặc là có vấn đề về hàng quá mình kết bạn Dép Lào với em. Còn mình chốt đơn là mình chốt trực tiếp với em nha. Còn mấy chị chốt ở ngoài là mấy bé ở ngoài nó cũng không có biết là trong đây em đang bán cái gì luôn á, thì có một mình em biết thôi. Em đang lên đồ cho mình. Rồi chị đồ ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250 giùm em nha mấy chị ơi. Xanh lá đậm giùm em, chị bỏ con không đầu chị lên 9 con giùm em thôi chị. Màu này em có cho mình màu hồng sen. Chị nó ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em ha. Hồng sen. Màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Màu đỏ ớt luôn. Được không chị ơi? Chị Dung ơi. Được không chị Dung? Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em là con đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em.
đỏ ớt nha. Đỏ ớt, đỏ đô dùm em. Chị nào đang ưng đỏ đô bình luận dùm em con đỏ đô. Đỏ đô dùm em, đỏ đô. Cần Thơ là, Cần Thơ là ngày mai em gửi cho mình là ngày ngày mốt mình nhận được hả chị Thơ ơi. Ngày mai em gửi là ngày mốt chị nhận được hả chị Thơ. Mai gửi mốt nhận nha. Rồi chị nào ưng mẫu này thì bình luận dùm em nha mấy tình yêu ơi. Ưng mẫu này thì bình luận dùm em. Đồng giá là 130 một bộ dùm em, hai bộ là 250 cành nha mấy chị. Hai bộ là 250 cành, bên em có hỗ trợ liền vận chuyển tới nhà cho mình luôn nha. Rồi chị Chỉnh Dung ơi, mình lên số alo được không chị? Chị Chỉnh Dung lên số alo được không chị ơi? Được thì em chốt cho mình, còn lên không được là mình chốt bên chép Lào là ở đây phim chốt hết hàng luôn á chị ơi. Rồi màu là bình luận giùm em là màu xanh lá đậm nha. Nhận size cho mấy chị là 2, 3, 4, 5 luôn. 2, 3, 4, 5 nhận 4 size cho mấy chị nha. Màu này em có cho mình là màu đỏ đô. Mẫu đang lên cho mình luôn. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô ha, đỏ đô giùm em. Đỏ ớt luôn. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Chị mặc size bao nhiêu chị ơi? Chị Hoa Phạm nè, chị mặc size bao nhiêu Hoa Phạm ơi? Mẫu này em hết đen rồi. Mẫu thiêu là hết đen. Có mẫu khác. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế hàng thiêu giùm em nha. Mấy chị ơi chốt cái mẫu này, mấy chị ưng cái màu cộng kèm xay đăng mặt giùm em đi. Mấy chị đừng có bình luận màu không, không biết đường lên. Tại vì mẫu này là em bán nó cũng không có điều sai cho mình. Tại vì nó cũng có hụt một hai màu á. Các chị cộng kèm xay đăng mặt giùm em. Hồng sen, ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen ha. Rồi chị Chỉnh Dung nè, chị Chỉnh Dung lên số không được, em không chốt cho mình được nha chị ơi. Không thấy số alo của chị nha. Có nhiều chị chốt hàng nó nhắn bên Zalo da dép Lào, dép Lào á. Là nói chung là học ít chốt được ai lắm. Đa số mấy chị không biết nhắn sao không biết, cho nên em không có nhận. Em không có nhận đơn trên live mà chốt bên dép Lào. Khó chốt hàng lắm mấy chị, nhắn không biết làm sao. Xanh coban giùm em. Ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Xanh coban nha. Nhiều khi chốt bên dép Lào ở đây em bán hết trơn hàng rồi. Tím quế. Tím quế giùm em. Ưng tím quế bình luận giùm em là con tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế. Đỏ ớt giùm em. Chị Hoa Phạm nè, chốt màu đen mà xay bao nhiêu chị ơi? Bình luận vậy xem biết xay nào em chốt cho chị được chị. Đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô nha, đỏ đô giùm em. Rồi em qua cái mẫu này nha mấy chị ơi. Qua cái mẫu này nha. Chị nào có chốt thì bình luận lại giùm em. Quần đầu bộ là ống 25 giùm em, ống vừa mặc giùm em nha. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha mấy chị. Rồi em lên cho mình màu xanh lá. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận giùm em màu xanh lá đậm đó chị ơi.
ý là ôm vô gồi đó ngoài còn xanh lá đậm giùm em. Mẫu này là mẫu cổ tim giùm em mấy chị ơi, mẫu này là mẫu cổ tim giùm em nha. Đây cổ tim nút bọc phải giùm em, hàng thiêu trực tiếp ra áo giùm em luôn. Một bộ là 100, một bộ là 130, hai bộ là 250 giùm em. Mặc lên là ôm phom tôn dáng giùm em mấy chị yêu ơi, mặc lên là ôm phom tôn dáng giùm em ha. Chị Gia Hưng có bán áo lẻ không chị? Cái mẫu này không có bán áo lẻ. Mà nếu chị mua mẫu này em có bán áo lẻ cho mình nè. Chị muốn cổ vuông hay là cổ tim? Mẫu này em có cho mình cổ tim. Cổ tim thiêu giùm em. Cổ tim thiêu giùm em và mẫu mẫu cổ vuông giùm em. Đây em có cổ tim và cổ vuông theo chị mặc size nào bình luận giùm em đem lên màu cho chị. Đây ha, cổ vuông và cổ tim giùm em, chị ưng được cái nào bình luận giùm em. Một áo giùm em. Chị Gia Hưng ơi, đang ưng cái nào bình luận giùm em chị. Ưng cái màu nào bình luận giùm em. Cổ tim, cổ vuông gì em cũng có cho mình. Cổ tròn em cũng có luôn nha. Cổ tròn cũng có cho mấy chị luôn. Có áo màu đen không? Chị mặc size bao nhiêu ký? Chị Gia Hưng ơi, cổ tim màu đen có, cổ vuông màu đen không có chị. Cổ tim có màu đen, cổ vuông không có màu đen chị ơi. Chị đang mặc cổ gì? Muốn cổ tim hay là cổ vuông? Đem lên cho. Chị đang muốn mua cái áo sao bình luận giùm em nha. Em chỉ có tay dài cổ tim là nó sẽ có nha. Cổ vuông là hình như em còn size 1 thôi. Cổ vuông còn size 1 và size 5. Cổ vuông là còn size 1 và size 5. Chị Gia Hưng ơi, cho em xin cái size, cái số cân nặng chiều cao của chị đi chị. Cổ tim này em có hàng thiêu cho mình luôn. Có hàng thiêu luôn. Cái này hình như là em còn đen luôn á chị. Cái mẫu này em còn đen mà size lớn. Còn đen size lớn. 58kg là size 3. Size 3. Là chị mua cổ tim hay là cổ vuông nha Gia Hưng ơi, đặt cái tiết em kiếm cho mình chị. Chị Gia Hưng mua cổ tim hay là cổ vuông vậy chị? Cổ tim thì để em đi kiếm, em kiếm cho. Trong kho em còn. Em không có đem vô đây. Còn mẫu này thì em có nhiều màu cho mình. Hàng thiêu. Ha, cổ vuông hả? Cổ vuông không có rồi chị ơi. Cổ vuông xe 3 không có. Cổ vuông xe 3 em không có rồi chị. Không có màu đen, hết đen. Hết đen chị. Em đang hết hàng. Có mặt có màu khác được thì bình luận giùm em. Em có cổ vuông mấy màu này, xanh, màu đỏ đô đồ.
Màu đen cổ tim nè em còn size 3 nè. Đen cổ tim nè em còn size 3 nè. Cái tay là chạy đường viền tay cho chị luôn, chạy đường viền lai luôn, đẹp lắm. Em còn màu đen size 3, còn cái à. Còn cái màu đen size 3. Còn không thì mình có cho ưng màu tím nho, tím nho có cổ tim và cổ vuông luôn, cũng màu tái tối. Màu đen hết hàng à. Mấy chị ơi màu đen em về em bán nhanh lắm. Màu đen về bán một like, hai like là hết trơn màu đen luôn. Có chị nào ưng mẫu thêu cổ tim thì bình luận giùm em nha. Có ưng mẫu thêu cổ tim hoặc là cổ vuông thì bình luận giùm em, có cổ tim và cổ vuông luôn. 80 áo, 2 áo là 160 miễn ship. Hàng thêu chạy gu đê, đường viền tay, đường viền lai cho mấy chị luôn. Hàng bao đẹp nha. Mấy con này em ship cho rồi. Rồi em lên lại cái mẫu em đang mặc cho mấy chị ơi. Mà em đang mặc là màu xanh lá nó đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Màu này em có cho mình là màu xanh cổ vịt. Chị nào ưng xanh cổ vịt bình luận giùm em con xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt giùm em. Xanh cổ vịt ha. Màu này em có cho mình là màu đen. Đen cổ tim giùm em. Size 3 nè, chị có ưng được mẫu này thì em lên cho còn bộ size 3 nè chị ơi. Đen cổ tim giùm em giống như em đang mặc nè. Em còn bộ này size 3 nè, chị có ưng thì em chốt cho. Size 3 luôn hả chị ơi, còn bộ duy nhất. Màu này bao đẹp. Tim giùm em còn bộ size 3. Màu đỏ đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ mình vận chuyển cho mình nha. Đỏ đô luôn. Mẫu giống như em đang lên cho mình ha. Mẫu giống như em đang lên cho mấy chị luôn. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô một bộ là 130, hai bộ là 250. Bên em hỗ trợ mình vận chuyển nha mấy chị. Tím quế. Tím quế giùm em. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em nha. Hồng sen. Chị nào ưng con hồng sen bình luận giùm em con hồng sen. Hồng sen ha, hồng sen. Hồng sen giùm em. Màu là màu hồng guốc. Chị nào ưng hồng guốc bình luận giùm em con hồng guốc. Hồng guốc giùm em ha, hồng guốc. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em, cộng kèm cái size đang mặc giùm em nha mấy tình yêu ơi. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ miền vận chuyển tới nhà cho mình luôn nha mấy chị ơi. Mà em đang mặc cho mình là màu xanh lá đậm. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Còn chị nào ưng màu nào thì bình luận giùm em ha. Tầm khoảng 10 phút nữa là em xuống like nha mấy chị ơi. Tầm khoảng 10 phút nữa là em xuống like cho mình nha. Chị nào ưng cái nào thì bình luận giùm em. Màu này em có cho mình là màu xanh cổ vịt. Chị nào ưng con xanh cổ vịt bình luận giùm em con xanh cổ vịt. Chất liệu vải là thun hàng co giãn 4 chiều giùm em. Xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt giùm em nha. Rồi đen giùm em. Chị nào ưng đen chốt đen giùm em. Chị nào ưng con đen bình luận giùm em con đen nè. Ưng đen bình luận đen giùm em nha. Đen giùm em luôn. Đen. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm cho em là con đỏ ớt nha. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em. Ưng màu nào bình luận giùm em màu đó mấy chị ơi. Ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em nha mấy tình yêu. Màu này em có cho mình là màu đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Chị nào đang ưng con đỏ đô ha, bình luận giùm cho em là con đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em luôn. Rồi màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận giùm cho em là con tím quế. Tím quế ha. Tím quế giùm em.
ưng màu nào bình luận màu đó cộng kèm cái size đang mặc giùm em luôn nha. Rồi màu này là màu hồng sen. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em ha. Hồng sen giùm em. Màu này là màu hồng dâu. Chị nào ưng hồng dâu bình luận hồng dâu giùm em. Hồng dâu giùm em ha. Ngoài ra em còn có cho mình mẫu này. Mẫu này em nhận size cho mình là 52 từ 40 52 kg quay đầu giùm em. 40 52 kg quay đầu giùm em. Mẫu này 130 một bộ giùm em. Áo là thun lưới, quần là thun hàng giùm em nha. Đồng giá là 130 một bộ. Chị nào ưng thì bình luận giùm em mẫu này ha. Mẫu này bình luận giùm em là con bông vàng. Bông vàng giùm em, ưng con bông vàng bình luận bông vàng giùm em. Mẫu bao đẹp lên ôm phơm tôn dáng luôn mấy chị ơi. Rồi ngoài ra em còn có cho mình là mẫu đá. Chị nào ưng đá chốt đá giùm em. 130 một bộ, hai bộ 250 giùm em. Chất liệu vải là thun hàng giùm em. Hồng sen giùm em, hồng sen. Rồi mẫu bướm thì em còn size 4 thôi. Chị nào ưng mẫu bướm chốt mẫu bướm giùm em. Ưng bướm chốt bướm giùm em nha. Bướm giùm em, áo là thun lưới, quần là thun hàng giùm em. Bướm giùm em ha. Ưng bướm chốt bướm giùm em. Hồi nãy có chị nào hỏi có màu nào khác không mà quên giới thiệu mẫu này. Quên giới thiệu với chị mẫu này. Bướm giùm em nè, bướm. Chị nào ưng bướm chốt bướm giùm em. Một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em nha. Chị nào ưng bướm chốt bướm này nhận size từ 60 đến 65 kg giùm em nha. 60 65 kg mặc vừa giùm em mẫu bướm này nè. Màu em đang lên cho mấy chị là màu xanh lá đậm. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm ha, xanh lá đậm giùm em. Màu này em có cho mình là màu xanh cổ vịt. Chị nào ưng xanh cổ vịt bình luận giùm em con xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt giùm em. Xanh cổ vịt ha. Màu này em có là màu đen. Chị nào ưng đen chốt đen giùm em. Ưng đen chốt đen giùm em nha. Đen giùm em. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em. Màu này em có là màu đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em là con đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Chị nào ưng con tím quế bình luận giùm cho em là con tím quế ha. Tím quế. Tím quế giùm em nha. Rồi màu là màu hồng sen. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận giùm em là con hồng sen nhé. Hồng sen. Hồng sen giùm em. Màu này là màu hồng dâu. Chị nào ưng hồng dâu bình luận hồng dâu giùm em nè. Hồng dâu ha. Hồng dâu giùm em. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em cộng kèm size đang mặc giùm em là có đơn nha mấy chị ơi. Là có đơn giùm em ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình luôn nha mấy chị ơi. Hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình luôn. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Một bộ là 130, hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình miệng vận chuyển tới nhà cho mình luôn nha mấy chị. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Ngoài cổ tim game còn có cho mình là con cổ vuông luôn nha.
em lên cái mẫu cổ vuông cho mấy chị xem nha. Rồi chị nào ưng hàng thiêu ép đá thì bình luận dùm cho em là hàng thiêu ép đá. Màu này là màu xanh bơ dùm em. Chị nào ưng xanh bơ bình luận xanh bơ dùm em. Xanh bơ ha, xanh bơ dùm em. Màu này em có cho mình là màu đỏ đô cổ vuông luôn, hàng thiêu ép đá dùm em. Chị nào ưng đỏ đô thì bình luận dùm cho em là con đỏ đô nha. Đỏ đô, đỏ đô dùm em ha. Ưng màu nào thì bình luận dùm em là màu đó nha mấy chị. Màu này là màu cam sữa dùm em. Chị nào ưng cam sữa bình luận cam sữa dùm em. Ưng cam sữa bình luận dùm em là con cam sữa ha. Cam sữa, cam sữa dùm em. Màu này em có cho mình là màu vàng ngói. Chị nào đang ưng vàng ngói bình luận vàng ngói dùm em. Vàng ngói ha, vàng ngói dùm em. Ưng màu nào thì mình bình luận màu đó dùm em thôi mấy chị. Rồi màu vàng dùm em luôn. Chị nào ưng vàng chốt vàng dùm em. Chị nào đang ưng con vàng bình luận dùm em là con vàng nha. Vàng dùm em, vàng ha. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt thiêu bình luận dùm em là con đỏ ớt thiêu. Đỏ ớt thiêu dùm em. Đỏ ớt thiêu mẫu này còn 1-2 thôi mấy chị ơi. Mẫu này em gái còn 1-2 cho mấy chị nha. Tím nho, ưng tím nho chốt tím nho dùm em. Tím nho còn say 2. Tím nho còn say 2 cho mình. Qua cái mẫu này là em xuống like luôn nha mấy chị ơi. Chị nào có ưng được thì chốt dùm em nha. Chị nào có ưng được mẫu nào thì chốt dùm em nha mấy chị ơi. Đồng giá là 130 một bộ, 2 bộ là 250 cạnh ha. Bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình luôn. Màu này là màu xanh lá đậm cổ vuông. Chị nào ưng cổ vuông thì chốt cổ vuông giùm em. Chị nào ưng cổ vuông thì chốt cổ vuông giùm em nha. Cổ vuông giùm em. Tím quế, tím quế dùm em. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế nha. Chị nào ưng tím quế bình luận dùm em con tím quế. Tím quế dùm em. Mẫu này em còn cho mình size 1 nè. Chị nào size 1 vừa chốt dùm em. Tím quế là tay cánh sen. Tay cánh sen dùm em, hàng ép nhiệt dùm em. Cổ là cổ vuông luôn. Chị nào mặc size 1 được thì chốt dùm em ha. Tím quế dùm em. Tím quế. Đỏ ớt dùm em. Chị nào đang ưng đỏ ớt bình luận dùm em con đỏ ớt. Đỏ ớt dùm em nha. Đỏ ớt, đỏ ớt dùm em. Màu này em có cho mình là màu xanh lá đậm. Ở lộn, xanh lá non. Xanh lá non em còn cho mình là 2, 2, 3, 4. Em còn cho mình là 2, 3, 4 xanh lá non. Xanh lá non dùm em. Xanh lá non. Em có cho mình mẫu xanh lá đậm mẫu thiêu này luôn. Chị nào ưng được mẫu thiêu này thì bình luận dùm em nha. Xanh lá đậm thiêu dùm em. Xanh lá đậm thiêu dùm em ha. Còn chị đâu ưng màu nào bình luận dùm em nha. Qua mấy cái nhanh xuống like luôn mấy chị ơi. Đỏ đô, đỏ đô thiêu dùm em. Đỏ đô thiêu ha. Đỏ đô thiêu dùm em. Đỏ ớt, đỏ ớt thiêu dùm em. Đỏ ớt thiêu. Đỏ ớt thiêu dùm em ha. Màu này em có cho mình là màu tím quế luôn. Chị nào đang ưng con tím quế bình luận dùm cho em là con tím quế. Tím quế, tím quế thiêu dùm em. Một bộ là 130, chị nào mua hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình nha. Xanh coban, ưng xanh coban bình luận xanh coban dùm em nha. Xanh coban, xanh coban dùm em. Hồng sen, chị nào đang ưng hồng sen bình luận dùm cho em là con hồng sen. Hồng sen dùm em. Hồng sen, hồng sen dùm em ha. Rồi bây giờ em xin phép xuống like luôn mấy chị yêu ơi. Chị nào có ưng thì bình luận liền dùm em nha. Thôi xuống like luôn mấy chị. Rồi tối nay bên em có phiên live tầm khoảng 7 giờ. Mình có già mình chốt thêm được gì thì mình già mình chốt ủng hộ dùm em nha mấy tình yêu ơi. Còn ví dụ như mình muốn mua áo tri ân á, áo thun lưới tri ân 50 ngàn một áo thì mình qua Mai Nguyễn 90 dùm em ha. Rồi hiện tại giờ chào tạm biệt mấy chị yêu nha, mấy chị Phúc Giang ơi. Bye bye mấy chị ha.